Trẻ em là đối tượng cực kỳ nhạy cảm, vì thế đa số các bệnh thông thường ở trẻ thường các mẹ sẽ điều trị bằng các mẹo dân gian trước. Sau đó nếu bé không khỏi được thì mới cho sử dụng thuốc. Các bài thuốc dân gian được đúc kết từ kinh nghiệm cũng sẽ có nhiều ưu và nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên hầu như đa số các bài thuốc dân gian đều không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách trị táo bón cho trẻ theo dân gian cực hiệu quả. Mẹ có thể tham khảo cho bé ngay, giúp bé thoát khỏi tình trạng táo bón nhé, cách trị táo bón cho trẻ theo dân gian bằng nha đam. Nha đam sẽ là bài thuốc dân gian giúp nhuận tràng. Nha đam thường nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp, trong nha đam có chứa một chất là anthraquinone. Chất này hoạt động giống như một chất nhuận tràng, tăng lượng nước hấp thu vào trong ruột, ngoài ra, nha đam giúp kích thích ruột tiết nhiều chất nhầy hơn, vì thế giúp phân dễ dàng di chuyển ra ngoài hơn, nha đam cũng là một thực phẩm mát, ngon bổ dưỡng bé nào cũng thích mẹ có thể làm món nha đam đường phèn cho bé thì bé sẽ thích ăn hơn hoặc mẹ có thể trộn cùng với sữa chua cho con ăn vừa bổ sung lợi khuẩn vừa bổ sung nha đam giúp nhuận tràng cho bé cách trị táo bón cho trẻ theo dân gian bằng mật ong mật ong là một trong những chất giúp bé đi vệ sinh một cách dễ dàng hơn mật ong thường dùng điều trị táo bón cho những bé trên một tuổi mật ong có tính nóng vì thế ngoài giúp bôi trơn hậu môn phân dễ dàng đi ra ngoài hơn thì mật ong còn giúp giãn cơ hậu môn nên giảm tình trạng đau rát khi đi ngoài, với những bé lớn hơn trên một tuổi. Đã có thể sử dụng mật ong theo đường uống mẹ có thể cân nhắc sử dụng mật ong cho bé theo đường uống nhé. Pha mật ong và chanh cho con uống vào buổi sáng giúp nâng cao sức khỏe cho bé hiệu quả, cách trị táo bón cho trẻ theo dân gian bằng rau diếp cá. Rau diếp cá có tính mắt, giúp thanh nhiệt giải độc cho cơ thể hiệu quả. Ngoài ra, trong rau diếp cá chứa hàm lượng chất xơ dồi dào. Vì thế mẹ có thể xay rau diếp cá ra lấy nước cho con uống. Vô cùng tốt cho sức khỏe của bé, rau diếp cá rất tốt cho sức khỏe của bé. Nếu có thể mẹ có thể cho con uống thường xuyên nhé, cách trị táo bón cho trẻ theo dân gian bằng rau mồng tơi. Rau mồng tơi có tính nhất, chứa hàm lượng chất sơ cao. Mẹ sử dụng rau mồng tơi trị táo bón cho con. Khi bé có dấu hiệu khó khăn trong việc đi ngoài, mẹ dùng cọng mồng tơi sau đó có thể đập dập nhẹ đầu trên, dùng máy hậu môn cho con giúp bé đi ngoài dễ dàng. Những bé lớn hơn mẹ có thể cho con ăn trực tiếp với độ nhất cũng như hàm lượng chất xơ cao. Có thể giúp con đi ngoài được dễ dàng, cách trị táo bón cho trẻ theo dân gian bằng rau rền gai. Hầu như cách này ít mẹ áp dụng vì ở thành phố khó có thể tìm được loại rau này. Cũng giống như những phương pháp trị táo bón bên trên thì sử dụng rau rền gai giúp bé giảm táo bón hiệu quả. Ngoài chứa nhiều chất xơ, có khả năng giúp làm mềm phân khi bé bị táo bón, cách trị táo bón cho trẻ theo dân gian bằng lá hẹ. Lá hẹ có vị cay nhẹ, tính ấm, không chứa độc tố vì thế mẹ có thể yên tâm sử dụng cho em bé nhà mình nhé ngoài ra trong lá hẹ có hàm lượng chất sơ cao giúp cải thiện chứng táo bón cho con mẹ có thể cho thêm lá hẹ vào các món ăn hàng ngày của bé nhé cách trị táo bón cho trẻ theo dân gian bằng lòng trắng trứng lòng trắng trứng là phương pháp giúp cải thiện triệu chứng táo bón ở trẻ mẹ có thể sử dụng lòng trắng trứng bôi hậu môn khi bé bị táo bón giúp bé đi ngoài dễ dàng hơn lòng trắng trứng lành tính không gây kích ứng hậu môn cho trẻ Mẹ sử dụng một lòng trắng của một quả trứng, sau đó bôi xung quanh hậu môn cho con, tuyệt đối không được thụt quá sâu có thể gây tổn thương hậu môn cho bé cách trị táo bón cho trẻ theo y học hiện đại. Những phương pháp dân gian vô cùng an toàn cho bé, nhưng y học hiện đại cũng an toàn không kém, với công thức đã được nghiên cứu cùng với thành phần chọn lọc. Sản phẩm hỗ trợ táo bón cho bé là những sản phẩm có chứa chất xơ hòa tan, khi con bị táo bón phần nào cũng gây rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột, vì thế sản phẩm cung cấp cả những lợi khuẩn cho trẻ. Sau đây thành phần sản phẩm giúp trẻ đẩy lùi được tình trạng táo bón. Mẹ cùng tham khảo gợi ý sau đây bổ sung cho con bị táo bón ngay nhé, công dụng của Insertac đối với trẻ bị táo bón. Insertac với thành phần gồm có chất sơ hòa tan phos, có bào tử lợi khuẩn bacillus, vitamin nhóm B, chất nhuận tràng thẩm thấu, khi đi vào cơ thể thì chất sơ hòa tan sẽ trương nở bằng cách hút nước bên ngoài vào vì thế sẽ làm mềm và tăng kích thước khối phân lên, giúp cho khối chất thải dễ dàng di chuyển được trong dạ dày. Ngoài ra với Sobiton chất nhuận tràng thẩm thấu sẽ giúp cho khối phân di chuyển dễ dàng hơn. Ngoài ra Insertac còn giúp tăng cường khả năng co bóp của dạ dày để đẩy khối phân đi, lợi khuẩn Bacillus sẽ ăn chất xơ và tiết ra các enzyme tiêu hóa. Lợi khuẩn có tác dụng cân bằng hệ vi sinh đường ruột và enzyme tiêu hóa thì hỗ trợ tiêu hóa thức ăn tốt hơn bằng cách phân cắt thức ăn thành những phần nhỏ hơn, giúp hỗ trợ điều trị tận gốc phòng chống các trường hợp bị táo bón. Phòng tránh tình trạng phải dặn quá mức khi bà bầu đi đại tiện. Giúp bà bầu đi đại tiện được tự nhiên, Insertac có tác dụng điều trị đối với những trẻ bị táo bón cấp và mạn tính. Sử dụng cho cả trẻ bị trĩ, đại tràng cấp và mạn tính, bổ sung lợi khuẩn dạng bào tử hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường tiêu hóa, Ngoài ra, những bào tử lợi khuẩn này có khả năng tiết ra enzyme tiêu hóa, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, bổ sung vitamin B và PP giúp bà bầu tăng khả năng ngon miệng, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại. Ngoài ra Insertac còn hỗ trợ trẻ trong các trường hợp như khó tiêu, đi ngoài phân sống, rối loạn tiêu hóa. Trên đây là những mẹo trị táo bón theo phương pháp dân gian. Cảm ơn các mẹ đã tham khảo những phương pháp trị táo bón trên đây. Hy vọng rằng video sẽ cung cấp cho mẹ những kiến thức trên con đường nuôi dạy con khôn lớn. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình. Khi cần được tư vấn, hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.